Rồi, con về chỗ bình an. Rồi, con. À, con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngân, con ở Vĩnh Phúc về đây ạ. Con được ba ơn ạ. Thứ nhất là mẹ chồng con ạ. Mẹ chồng con bị cái gì? Nói to lên. Mẹ chồng con cách đây 2 năm mẹ chồng con bị tai biến, bị liệt nửa người ạ. Và con đã nhắn tin cho cha và xin cha và cầu đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Và được 3 tháng là mẹ con đã nuôi đi lại bình thường và giờ mẹ con rất là khỏe ạ. Dạ, ơn thứ hai là cách đây hôm mùng 5 tháng 7 là con gái con bị tai nạn giao thông ạ. Được đưa đến bệnh viện ạ. Và bác sĩ bảo con gái con là bị tai biến, bị chấn thương sọ não và tụ máu não ạ. Mọi người ai cũng bảo con gái con là không qua khỏi ạ. Nhưng khi mà mẹ con ở nhà, mẹ con xin lễ cho con gái con và xin mọi người khấn cho con gái con. Và đến lúc ngày thứ 3 con gái con không bị mổ và không bận gì. Và cứ ngày thứ 5 dần dần đến nửa tháng con gái con cũng hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Và ơn thứ 3 là con có 2 đứa con gái ạ. Và được 3 năm nay là hai vợ chồng con là muốn đẻ thêm thằng con trai ạ. Thì là hai vợ chồng con đến chỗ giáo điểm tin mừng và xin lễ cha. Nhưng Chúa vẫn thử thách vợ chồng con và vẫn chưa ban cho vợ chồng con ạ. Cho đến hôm nay là con đã có thai và con đi khám lúc thai con được 6 tuần là bác sĩ bảo con là thai đôi ạ. Nhưng con đến vừa rồi con đi khám lại thì bác sĩ bảo thai con là không có tim thai và không được phát triển nên con rất là lo lắng và con bác sĩ bảo con đi bỏ nhưng con vẫn cô mẹ con bảo là con đến đây để xin cha và cứ tin tưởng vào cha thì Chúa vẫn thử thách con và chưa cho con và con đã đến đây và cũng đến giờ này con vẫn rất là khỏe mạnh và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con ạ. Thai nhi con được khỏe và được đẻ con theo ý muốn của con ạ. Đây cho gửi tặng đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót và đây là cuốn thánh Faustina đúng như con nói đó rồi. Xin tấm ảnh nào, ảnh Faustina hả? Ở đây tặng cho con tấm ảnh thánh Faustina để con chọn niềm tín thác vào Chúa nha. Thì xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời 1, 2, 3 người mau lên, mau mỗi người nói mắn tóc thì